Chị Kim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục series dán hình sáng tạo trang phục búp bê nhé. Và ngày hôm nay sẽ là tập 6, có tên là Đám cưới cổ tích. Rất dễ thương, những cô nàng búp bê của chúng ta sẽ hóa thân thành những cô dâu với những bộ trang phục lấp lánh. Các em sẽ dùng những cái sticker trong sách để dán hình cho cô dâu, chú rể, phù dâu cùng khách khứa để chuẩn bị cho đám cưới này nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gỡ những cái sticker ra khỏi trang sách để bắt đầu chơi nha. Tổng cộng có hơn 300 đề can sticker đó. Trang đầu tiên là mục lục. Trang tiếp theo, chủ đề là cùng đi chọn váy. Abby, Lily và Becca được bạn thân Polly mời làm phù dâu trong đám cưới. Polly đã nhờ ba bạn ghé qua các cửa hàng váy cưới để chọn một kiểu váy phù hợp với cả ba người. Lần trước khi mà Tess mặc thử váy thì chiếc váy dài quá nên phải cắt bớt phần gấu. Christy và Ella cũng vô cùng háo hức khi được thử váy phù dâu của mình. Ở tiệm bán hoa, Maria đã hẹn với người bán hoa để nhờ tư vấn chọn hoa cưới. Maria quyết định chọn hoa hồng trắng và hoa hồng vàng thanh nhã với những chiếc lá xanh mướt điểm xung quanh. Chọn bánh cưới, Gabriella vừa đính hôn và phải sang năm thì mới làm đám cưới. Nhưng ngay từ bây giờ cô đã đi tìm cho mình một chiếc bánh cưới phù hợp. Gabriella trông thấy một chiếc bánh 3 tầng được trang trí hoa tươi rất là đẹp ở bên trong cửa hàng. Chuẩn bị cho lễ cưới, Victoria cùng hai phù dâu là Kathleen và Mia vừa làm tóc và trang điểm xong. Hai phù dâu giúp cho Victoria mặc váy cưới trước, sau đó mới chuẩn bị trang phục của mình. Xe ngựa như trong truyện cổ tích. Và giờ đây, mơ ước của cô đã trở thành hiện thực. Mẹ của Izzy và phù dâu chính Ro giúp cô dâu giữ cho váy cưới luôn phẳng phiu khi ngồi trong xe ngựa. Chủ đề chụp ảnh cưới. Lễ thành hôn đã kết thúc. Theo lời nhiếp ảnh gia, cô dâu Lily đang tạo dáng trong sân của ngôi nhà nơi cô vừa làm lễ cưới.
chủ đề phù dâu chính. Mandy là phù dâu chính trong đám cưới của người bạn thân nhất. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô ấy dạo chơi trong vườn, còn cô dâu chú rể chụp ảnh cưới với những cô bé cầm hoa trong lễ cưới. Bây giờ là chuyên mục đón khách. David và Emily đã đến khách sạn lớn nơi tiệc cưới của họ sẽ diễn ra. Lúc này, cô dâu chú rể đang tiếp đón khách mời và cảm ơn họ đã đến dự lễ thành hôn. Sau đó, sẽ có bài phát biểu rồi mọi người cùng ngồi vào bàn thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn. Vừa kết thúc, mọi người cũng đã phát biểu chúc mừng cô dâu chú rể. Giờ đây là lúc họ sẽ cắt bánh cưới. Theo truyền thống, đây là việc đầu tiên đôi trai gái cùng làm sau khi chính thức trở thành vợ chồng. Lễ cưới của Lauren và Jack được tổ chức đơn giản. Khách mời chỉ có một vài người thân và bạn bè. Họ đã đặt một tiệc cưới nho nhỏ thay vì bữa tiệc thịnh soạn. Hai người bạn của Lauren là Maya và Emma vừa đến dự, mang theo những món quà để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn. Điệu nhảy đầu tiên, ban nhạc bắt đầu dạo tấu khi Joshua và Sam bước ra, chuẩn bị cho khoảnh khắc hết sức đặc biệt, điệu nhảy đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ. Họ đã chọn một bản nhạc chứa đựng nhiều ý nghĩa đối với mình và sẽ mãi trân trọng giây phút này. Tiếp theo là chào khách. Khách khứa đã tập trung bên ngoài phòng tiệc. Sarah rất thích chiếc váy cưới nên cô không muốn thay trang phục khác để chào tạm biệt khách. Trước khi lên đường, Sarah sẽ đứng quay lưng về phía bạn bè và tung bó hoa cưới để một bạn gái nào đó sẽ bắt được. Cuối cùng sau lễ cưới sẽ là tuần trăng mật. Giờ đây, Isaac và Kathy đang tận hưởng tuần trăng mật êm đềm tại một hòn đảo nhiệt đới. Không chỉ nghỉ ngơi trên bãi biển, họ còn lái xe tham quan đảo một vòng và đi lặn ở rặng san hô. Hôm nay, họ sẽ đi dã ngoại trên một chiếc du thuyền. Các bạn nhỏ yêu quý ơi, Phan là chị Chim Sinh đã chơi xong về tập 6 của bộ Dán hình sáng tạo trang phục búp bê với chủ đề là đám cưới cổ tích. Chúng ta cùng xem lại những trang váy nhé. Từng trang sắp đang giới thiệu lại quá trình mà thông thường những cô dâu chú rể làm đám cưới. Rất là nhiều chủ đề ở trong cái cuốn sách Dán hình sáng tạo trang phục búp bê tập 6 ngày hôm nay. Thank you.
quyển sách dán hình rất là tuyệt vời phải không các em ơi? Và các em có thể mua những quyển sách này tại các nhà sách ở trên toàn quốc nhé. Nếu yêu thích video thì nhớ like và subscribe kênh Chim Xinh Channel để đón xem các tập tiếp theo của sách dán hình búp bê nha. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.